Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thanh tra Việt Nam. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đánh giá cao kết quả thanh tra ngành công thương đã đạt được trong năm 2019. Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của ngành công thương cũng như cả nước. Trong thời gian tới, lực lượng thanh tra bộ ngoài việc phát hiện vấn đề tồn tại trong việc thực thi công vụ thì kỹ năng phòng ngừa đòi hỏi rất lớn, phải mang tính dự báo được, siết chặt kỷ cương hơn nữa, mang lại công bằng lẽ phải, thượng tôn pháp luật. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trao tặng bằng khen của Bộ trưởng cho những đơn vị tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp thanh tra trong năm 2019. Được biết, 11 tháng năm 2019, Thanh tra Bộ Công Thương đã tiến hành 5 cuộc thanh kiểm tra hành chính, 2 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng, 318 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành, xử lý số tiền 30 tỷ đồng và 5.698 hectare đất. Đối tượng thanh kiểm tra trong năm 2019 gồm 40 doanh nghiệp hóa chất, 1 doanh nghiệp ngành dầu khí, 8 doanh nghiệp ngành điện lực. Bên cạnh việc thanh tra theo kế hoạch, lực lượng thanh tra Bộ Công Thương đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành được nội quy, quy chế tiếp công dân và thực hiện tiếp công dân theo quy định. Một số lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm đến tổ chức lực lượng thanh tra, do vậy công tác thanh tra đạt hiệu quả cao.